tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2021 và nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu cho rằng công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Thu ngân sách vượt dự toán 28,8%, chi ngân sách cơ bản đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Tuy nhiên, vẫn cần lưu tâm đến công tác dự báo, xây dựng dự toán, sử dụng hiệu quả ngân sách và quản lý số chi chuyển nguồn. Năm 2022, kiểm toán nhà nước đã phát hiện thêm hơn 4.000 tỷ nợ xây dựng cơ bản. Nếu không rút ráo vấn đề này thì sẽ tiếp tục phát sinh nợ mới. Nhiều chủ đầu tư là chưa thực sự vào cuộc cùng với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn hoặc là thúc đẩy nhanh hơn các cái công tác này, là do cách bố trí vốn, phân bổ vốn, chúng ta chưa chú trọng đến cái vấn đề về xử lý nợ xây dựng cơ bản. Mặc dù đây là một trong những nguyên tắc phải được ưu tiên, tôi cho rằng có trách nhiệm của các cơ quan của chính phủ thiếu kiên quyết, còn nể nang trong cái vấn đề phân bổ vốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công. Tôi đã đi giám sát cùng với Ủy ban Tài chính Ngân sách thì thấy rằng không phải khoản nào cũng là do trách nhiệm của địa phương, có cả trách nhiệm của Trung ương. Quan tâm đến số chuyển nguồn sang năm sau còn lớn, cho thấy việc sử dụng ngân sách nhà nước có nơi chưa hiệu quả. Đại biểu cho rằng có nguyên nhân từ việc dự toán không sát. Chi đầu tư phát triển đạt 71,1%, chi thường xuyên không đạt dự toán, số chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 rất lớn. Nguyên nhân của hạn chế tồn tại trên chủ yếu là do việc lập dự toán, chi ngân sách không sát với thực tế, công tác lập thẩm định phê duyệt dự toán, chuẩn bị dự toán đầu tư, lập kế hoạch vốn, giao vốn chậm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 cao, chủ yếu do các nguồn lực được chuyển theo quy định pháp luật. Đặc biệt là nguồn tích lũy qua các năm để thực hiện cái cải cách tiền lương là gói cầu là rất là cao. Thứ hai nữa là những cái nhiệm vụ mà đã được ký hợp đồng và được thực hiện trong năm, tuy nhiên là gói cầu là chưa được thanh toán thì được chuyển nguồn sang năm sau thì theo quy định pháp luật. Cho nên là cái vấn đề chuyển nguồn thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, và đặc biệt là các cái bộ ngành và các địa phương phải cố gắng để thanh toán ngay trong năm, thì để cái số chuyển nguồn nó ngày một cái giảm đi. Đã dự báo ấy, thì trong cái tình hình mà Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết những tháng đầu năm 2022 còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, tăng trưởng thấp, nhưng quý 3 năm 2022 từ nỗ lực trong điều hành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế phục hồi tăng trưởng, do đó thu ngân sách cũng tăng vượt so với số dự toán.